Ô anh ơi, anh ơi. Ờ, anh lấy xe gì 1 tấn 49 này? Đùa. K250 1 tấn 49. Nó là K150 đấy em ạ. K150. Con này nó K150. Nhưng mà mua tải 1 tấn 49 về làm gì? Ừ, anh mua tải 1 tấn 49 mà. Nhưng mà để làm gì? Ơ, có lại bình thường em nhớ cũng nhầm, nó là 2 tấn 49 chứ. À, con này thì nó dành. Anh mua nhầm à? Con này nhầm nào? Từ ngày mua nhầm một con đến bây giờ ngày nào đi mua chả phải xem. Tải 1 tấn 49 thì chở cái gì? Tải 1 tấn 49 này là nó dùng cho những người ta đi vào những cái đường phố nó cấm tải 1 tấn rưỡi. Hoặc là cấm tải. Ơ nhưng mà 2 tấn. Sao lại cấm tải 1 tấn rưỡi như nào, em chưa hiểu rồi, như nào nhỉ? Có những cái phố nó cấm tải 1 tấn rưỡi trong thành phố, ví dụ như thành phố Vinh chẳng hạn. À, Vinh Nghệ An là nó cấm tải 1 tấn rưỡi. À. Thì con 149 này là nó vào được này, nhưng vào để làm gì? Vào chở hàng thôi. À rồi rồi. Đi vào chở hàng. À. Ví dụ như một số thành phố to lớn thì người ta cấm theo giờ thì các cụ còn trốn giờ đi vào được. Thế nhưng mà người ta cấm luôn tải 1 tấn 49, không có giờ giấc gì cả, thì bây giờ bắt buộc phải mua cái con tải 1 tấn 49 này để lách luật đi vào. Nó còn lợi gì nữa không? Lợi chứ em, ví dụ như nhá, những con tải dưới 2 tấn này đi Pháp Vân Cầu Rẽ đi. Pháp Vân Cầu Rẽ thì con này rẻ hơn con 2 tấn 4 là 30, rẻ hơn 30.000 tiền phí. Đúng rồi. Đăng kiểm thì, nhưng mà đăng kiểm có rẻ hơn không? Đăng kiểm rẻ hơn. Tổng tải nó có 4 tấn thôi. Dưới 4 tấn. Ừ, tổng tải nó là dưới 4 tấn. Rẻ hơn con 4 tấn, con kia là dưới 5 tấn. Dưới 5 tấn. Rẻ hơn á? Rẻ hơn. À, đăng kiểm dài phết đấy. Đăng kiểm chủ mới khám. Nhưng mà cái con này thì nó là chạy thụt à? Con này thì nó nguyên bản nó là con K250. À đấy, vẫn chạy nhíp đấy. Con K250 nó như nào, con này nó như thế, không khác một tí gì cả. Không có dài hơn không? Hay ngắn hơn không? Vẫn nguyên si. So với con K250 nó tỷ lệ 1:1. Như nhau. 1:1 nó chỉ khác nhau cái sổ ra thôi. Sổ nó ra nó là 1 tấn 49. À. Trong sổ nó ra nó là 1 tấn 49. Mới thì bằng nhau. Bằng nhau. Cũng không rẻ hơn. Không rẻ hơn. Ừ. Rẻ hơn. Thường mới con này là bao nhiêu nhỉ? Mới con này bao nhiêu nhỉ? Mới con này bây giờ đóng xong nó cũng hơn 500. Hơn 500 cơ? Ừ. Ai hơn 500. Càng đẹp nhỉ. Hơn 500 mua bố Hyundai. Đài. À không, em mới bảo mỗi người một công một việc. Mỗi người bảo hơn 500 giờ mua bố Isuzu. Nó cũng là câu nói đúng không? Thế nhưng mà bây giờ người ta phải phù hợp công việc. Luôn lách ngõ nhỏ mày cần trở nặng. Con này là 6 lốp bằng nhau hả anh? Không, con này thì là lốp trước nó to hơn. À, lốp trước to hơn. Lốp trước là lốp 650, lốp sau là lốp 550. Mà nó to hơn là bọn K200 đây đúng không? À to hơn chứ, K200 có lốp 600 thôi. À. Con này là nó tiết kiệm đấy. Tiết kiệm, thấy bảo người ta bảo là máy điện có turbo. Đúng rồi. Con này sử dụng máy Hyundai luôn. Đúng rồi, con này với lại nó 250 chung máy, K200 nó chung máy. Như con này 100 lít, nếu mà đủ tải thì tầm bao nhiêu lít dầu anh? Nếu mà xe không thì nó ăn khoảng độ 8 đến 10 lít. 8 đến 10 lít à? Ừ. Thế còn có hàng thì tùy vào chân, chân to chân nhỏ. Nhưng bọn máy điện này thấy bảo là sửa chữa đắt đúng không? Hay hỏng? Máy điện này thì phải lưu ý là thường xuyên bảo dưỡng, thay cốc lọc, đổ dầu thì đổ dầu 01, đổ dầu sạch. Đổ dầu 01 ở đâu? Đổ dầu 01 ở cây dầu nhà nước đấy. Cây dầu nhà nước á? Cây dầu nhà nước nó sẽ có dầu 001 và 0005. À. Mình đổ dầu 01 thì nó đắt hơn một tí, nhưng nó đảm bảo. Rồi chế độ bảo dưỡng thì nó cũng phải tốt hơn một tí. Thế con này là mua về anh kiểm tra kỹ chưa, có đâm va gì không? Con này anh kiểm tra rồi, xin giới thiệu qua như này. Con này tất cả mã kính là còn zin. Mã kính không có lăm đúng không? Không, mã kính thường ở mã này nó sẽ không có ký hiệu bằng chữ. Đây, em nhìn thấy chữ L chưa? Là ờ, tất cả lép. Tất cả mã này, mã kia và mã bên kia nó cùng một chữ. À. Bây giờ nó chuyển sang chữ L thấp hoặc là chữ ấy là nó bị vỡ. Rồi là tất cả là ký hiệu đấy. Còn đằng trước này thì nó ký hiệu bằng số. 2020 đấy đúng không? Ừ. Nhưng mà đến 2020. Năm 2022 bây giờ thì nó lại chuyển sang ký hiệu khác. Đấy. Đấy là con này nhá, con này nhìn là nó hơn khác so với thằng K165 nó có cái này. Hệ thống chống chành. Chống chành. Chống lật. Nghĩa là này nó giảm thiểu, nó cân bằng đây, nó là thanh cân bằng đây này. À. Cái này nó là thanh cân bằng. À. Đấy, nó được lắp thêm. Ít nhíp hơn nhỉ? Hay là K165 ngày xưa là nó có 7 lá nhíp mà con này nhíp chỉ có 3. Nhíp bây giờ thì nó cải thiện hơn, nó dùng 3 lá nhíp để nó đi nó sẽ êm hơn nhưng nó vẫn cứng, đảm bảo độ cứng. Nhưng mà nhíp nó dày hơn đấy. Đúng rồi. Đấy. Nhíp của dòng này được nói êm đấy. Cái thằng này nó giống cái thằng Kia Bongo ngày xưa. Đúng rồi. Ơ làm gì đây? Là cabin. Con này là làm sao được? Như con Hyundai làm được mà. À con Hyundai nó khác, còn đây nó là Kia. Thế muốn đổ dầu, thay dầu thay nhớt thì kiểu gì? Thay dầu thay nhớt thì chúng ta lật ghế. Em có nhớ những con Hyundai đời 2002 hay không? Có. Đấy, nó lật ghế. Thế à? Con này nó cũng lật ghế. À. Đấy. Thì nó cũng có một cái
hay là nó rất nhỏ gọn. Này chủ nó trước là bọc trần 3D hết nhỉ. Này người ta bọc nội thất mấy lại trần theo một tông màu. Này là 6 số tiến. 6 số tiến, 1 số lùi. Đúng rồi. Vua lăng như mô linh. Đấy, nhiều bác còn tích hợp trên này luôn. Cái này độ chế được đúng không? Ừ. Và ngồi trên con này thì em thấy rằng cabin con này nó nhỏ gọn. Nó nhỏ gọn. Đúng rồi, không biết là lái với người như anh là chắc không hợp đâu. À, anh hơi to. Hơi to đúng không? Người lái nó hơi ấy. Nhưng mà bọn này thì lái thì nó có nhiều lái không? Con này nhiều lái chứ. Như bọn này là nhiều lái. Như mấy bọn xe tàu là nó ít lái. Không. Đặc biệt là dòng Kia và dòng Hyundai là rất nhiều lái. À. Lái cho anh em vào cua những cái đường hẹp đi rất dễ, rất sướng. Cái form này thì nó có, thực ra thì nó có từ những năm 2005 mà đã có form này rồi. Nhưng Trường Hải thì chưa lắp. Đến năm 2018 công cuộc cải cách. Ờ đúng rồi, nhìn con này thì đúng là nó đẹp hơn thật. Công cuộc cải cách ấy. Đẹp hơn thật đấy. À con này đúng biển Hà Nội đấy. Cái con này, Hà Nội thì đúng trên là... con này thì đã được bác chủ lắp thêm cho cái gương này. Ông chả hiểu tại sao ông Trường Hải về ông ấy cắt bố cái gương này đi. À đấy, nhanh người ta có cái gương để ngày xưa ấy, em nhớ ngày xưa là bông cô từ 2012 là nó có bóng khí đó. À đúng không? Nó có sấy cái ghế này, có bóng khí này. Đấy, có gương gập điện, chỉnh điện hết này. Sấy gương này, sấy kính này. Nhưng mà từ sang Việt Nam là những cái đấy nó cắt hết rồi. Option nó giảm bớt đi. Để cho rẻ đi. Giảm chi phí đi. Nhưng mà sơn bảo là sơn công nghệ xe con mà nhìn tại sao thùng như đậm hơn này. À, thì bây giờ em phải... Thùng này là do một nhà máy đúng Việt Nam sản xuất riêng. Đây thùng đậm hơn là màu cabin. Đúng rồi. Nhưng mà sơn vẫn là sơn zin chứ không phải là đúng rồi. Mình sơn đâu. Công nghệ của sơn thùng khác với công nghệ sơn cabin. À. Để sau một thời gian nữa thì thùng nó sẽ ra một màu khác và cabin đi một màu khác. Nghĩa là cả xe này thì nó bê nguyên xe sassy từ bên Hàn về. Có ba cục. Ba cục. Cầu máy số. Cầu máy số. Ừ. Cabin này. Cabin nữa cũng nhập khẩu. À. Còn thằng thùng này là Việt Nam đóng. Kể ra mình cũng hay phết là B của thằng khác mà lắp thêm cái thùng này thành Việt Nam rồi. Đúng rồi, ra sổ Việt Nam. Con này ưu điểm là được hay giữ lại được cái sàn sóng. À con này thì nó vẫn lắp sàn sóng. Nhưng mà có những con xe mà đời cao mà tải to là bây giờ nó bỏ sàn sóng đi rồi. Thường thường thì những cái xe ở bên hãng Hyundai người ta hay bỏ sàn sóng. Về nó đóng rồi người ta. Nhưng mà em thấy là sàn sóng nó vẫn rất là hay. Sàn sóng nó kiểu giống như là việc mình gấp một cái rẻ quạt ấy. Thì sàn sóng bao giờ cũng chắc hơn. Vâng, đấy. Đúng rồi. Sàn sóng thì xong họ ai muốn lắp thêm lót sàn trên này lót thêm một lớp nữa. Con này được lót sàn tôn rồi. Nhìn cái thùng này là khả năng là trước họ cũng đi chợ búa ấy. Kiểu hàng chợ, thập cẩm các kiểu. Đây, móc bằng bạc các kiểu, buộc dây. Như con này thì nếu mà mua bây giờ thì sẽ rẻ hơn được so với xe mới là bao tiền anh? Con này thì bây giờ đang được chào bán là vào hơn 300. Hơn 300. Thì so với xe mới là rẻ được gần 200. Gần 200. Đời 2020 là thấp hơn 3 đời. Rẻ được hơn so với xe mới là gần 300. À gần 200, xin lỗi. Gần 200. Gần 200 thì cơ bản là cũng là một số tiền khá là lớn. Đúng rồi. Đấy, với lại cái quan trọng là cái đầu tuyển chọn vào là cũng phải chọn con xe, thứ nhất là với cái dòng xe máy điện này phải chọn máy zin đúng không? Đúng rồi. Máy zin là một, không đâm va là hai, vỏ còn tươi là ba. Đấy là những cái cơ bản nhất thì nó mới có giá đúng không? Đi chọn máy xe, máy điện. Đấy. Một chiếc xe đời 2020 tải 1 tấn 49 dành cho anh em nào mà cần tải vào phố, để vào phố cấm thì anh em có thể alo tới số điện thoại hiện trên màn hình để anh em đặt xe tải hỗ trợ anh em. Và chiếc xe này cũng như là nếu anh em cần bất kỳ một cái mẫu xe nào khác thì mình đều hỗ trợ ok anh em nhé. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm trên chiếc xe K250 đời 2020 này và cùng đánh giá xem cái hệ thống lái của nó vận hành ra làm sao, nó có ổn áp hay không, số má có ngọt ngào hay không. Và đây cũng là cái phần tiên quyết cuối cùng khi anh em lựa chọn được một chiếc xe phù hợp với công việc rồi, phù hợp với lại tầm tài chính rồi, đàm phán được cái giá cả rồi thì anh em sẽ phải lái thử xe để mà đưa ra cái quyết định nó chính xác và đúng đắn nhất. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu trải nghiệm. Thì bây giờ sẽ là chuyên mục trải nghiệm thực tế trên chiếc xe Kia K250 đang có tải trung bình mỗi ông là hơn 70 cân, 73 là 21, 2 tạ mốt, 2 tạ mốt, đấy 2 tạ mốt, đó, một chân xuống, đấy. Điều hòa là điều hòa, con này điều hòa 1 chiều à, 1 chiều hay 2 chiều, 1 chiều, đấy.
sang bên Việt Nam là chỉ có một chiều thôi. Có lạnh như bên Tây. Nó 250 nó có hai chiều. Kể là xe tàu bây giờ cũng có hai chiều nhá. Xe xe Olin đấy. Xe Olin là mới có hai chiều. Đó. Đó. Nhưng mà đời 16 ấy. Cơ bản là rất nhiều. Đang báo 39 ấy. Góc cua. Vâng, xe đèo quá. Và thực tế lái thì điều khiển rất là linh hoạt. 70 đời đầu anh lái rất nhiều. 17 bây giờ cũng chỉ mua được dưới 3. Chỉ cần đánh lái một chút thôi thì xe đã được điều chỉnh theo. Bây giờ nó là bán ra mới được bán được có 33. Đúng không? Đấy. Ông bán 9 tấn là đang bán coi 39. Anh bảo thì bọn đấy thì bán bao nhiêu? Đến với lại Thái Nguyên thì không thể thiếu những đồ chè. Hôi trắng thì chỉ mua được tầm 28 anh ơi, 28-29. Sử dụng gương kép. Đấy, thực sự là cái gương kép này thì mình 72 thích lắm. Tại vì là vâng. Gương nó đã bé rồi, nó 62. Chia đôi hai nửa vòng trăng. Không thích lắm. Không gian thì cơ bản thì đẹp thì đẹp thật, nhưng mà để mà ngồi ba người to tầm 70 cân thì nó hơi hẹp. Nếu ba người ngồi đấy, còn hai người ngồi thì ok, vô tư. Con đấy tầm vào người gầy gầy ngồi ok. Chiếc xe này thì bác chủ cũng đã được bác chủ đầu tư phần trần 3D rồi, cũng như là sử dụng hộp số 6 số tiến, một số lùi dạng móc. Khi mua dòng K250 đời mới thì anh em nhớ kiểm tra số cẩn thận. Tại vì số mã những chiếc xe đời mới này đôi khi nó lỗi từ nhà sản xuất đấy. Nếu chúng ta không kiểm tra là nó hay bị hiện tượng nhảy số thì chúng ta phải kiểm tra kỹ nhá. Đấy. Vậy kia gì? Thì anh em có thể đánh giá rằng đây là một chiếc xe nó phù hợp với từng tiêu chí. Thứ nhất về nhu cầu ngành hàng. Nó phục vụ em bù chắc là một tập cơ số em bù nó ít. Cơ số những anh em mà vâng, anh ở phố em xin. Ví dụ ở Hà Nội hay một tuyến số tuyến phố đang cấm tải thì tấn rưỡi thì chiếc xe này rất là phù hợp luôn. Anh em đi chợ Hà Nội nhiều thì thứ nhất lợi thế con này biển Hà Nội và tải trọng cho phép là dưới một tấn rưỡi đó. Cái kính có thể vẻ là hơi bị bụi nhỉ. Đó. Đó. Tiếp đây. Thì nếu anh em cần chở quá tải ấy, anh em có thể đỗ hơn ít. 22. Còn nếu anh em mà cộng quá tải như chiếc xe này đang nhít nguyên bản thì điện, nó sẽ hơi trong chảy. Hơi trong chảy thì nó là chạy nhít. Thì đấy là hành trình trải nghiệm và review chiếc xe Kia K250 đời 2020. Chúc tất cả anh em là tự tin, tự mình, tự chọn mua được những chiếc xe tải cũ chất lượng phù hợp với nhu cầu và tài chính của mình sau những video clip của anh em đang xe tải. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip tiếp theo của anh em đang xe tải vào ngày mai. Xin chào!